Bạn đoán được tên bao nhiêu đội bóng đá tại giải Ngoại hạng Anh thông qua biểu tượng mô tả biệt danh của đội bóng? Hãy cùng kiểm tra qua video này. Nhớ đăng ký kênh, bấm like trước khi bắt đầu bạn nhé. Số 1. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Quỷ đỏ là biệt danh của đội bóng Manchester United. Nếu bạn là fan của MU hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 2. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Pháo thủ là biệt danh của đội bóng Arsenal. Nếu bạn là fan của pháo thủ hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 3. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Lữ đoàn đỏ là biệt danh của đội bóng Liverpool. Nếu bạn là fan của Liverpool hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 4. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Gà trống là biệt danh của đội bóng Tottenham Hotspur. Nếu bạn là fan của Tottenham Hotspur hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 5. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Chích chòe là biệt danh của đội bóng Newcastle United. Nếu bạn là fan của chích chòe hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 6. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Bầy cáo là biệt danh của đội bóng Leicester City. Nếu bạn là fan của bầy cáo hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 7. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Chú đại bàng là biệt danh của đội bóng Crystal Palace. Nếu bạn là fan của Crystal Palace hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 8. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Bầy ong là biệt danh của đội bóng Brentford. Nếu bạn là fan của bầy ong hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 9. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Bầy sói là biệt danh của đội bóng Wolverhampton. Nếu bạn là fan của bầy sói hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 10. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Búa tạ là biệt danh của đội bóng West Ham United. Nếu bạn là fan của West Ham United hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 11. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Mèo đen là biệt danh của đội bóng Sunderland. Nếu bạn là fan của Sunderland hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Bạn là fan của quỷ đỏ, pháo thủ hay nửa xanh thành Manchester, hãy để lại comment cho chúng tôi biết nhé. Còn Ad là fan chân chính của MU. Số 12. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Ong mật là biệt danh của đội bóng Watford. Nếu bạn là fan của Watford hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 13. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Thợ gốm là biệt danh của đội bóng Stoke City. Nếu bạn là fan của Stoke City hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 14. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Thiên Nga
là biệt danh của đội bóng Swansea City. Nếu bạn là fan của những chú Thiên Nga, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 15. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Quả anh đào là biệt danh của đội bóng Bournemouth. Nếu bạn là fan của Bournemouth, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 16. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Chiếc túi xách là biệt danh của đội bóng West Bromwich Albion. Nếu bạn là fan của West Bromwich Albion, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 17. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Chim Hoàng Yến là biệt danh của đội bóng Norwich City. Nếu bạn là fan của Norwich City, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 18. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Chim Hải Âu là biệt danh của đội bóng Brighton. Nếu bạn là fan của Brighton, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 19. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Rượu Vang là biệt danh của đội bóng Burnley. Nếu bạn là fan của Burnley, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 20. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Kẹo bơ cứng là biệt danh của đội bóng Everton. Nếu bạn là fan của Everton, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 21. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Cái mũ là biệt danh của đội bóng Luton Town. Nếu bạn là fan của Luton Town, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 22. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Thanh gươm là biệt danh của đội bóng Sheffield United. Nếu bạn là fan của Sheffield United, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé. Số 23. Đây là đội bóng nào? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án nhé. Các vị thánh là biệt danh của đội bóng Southampton. Nếu bạn là fan của Southampton, hãy đăng ký kênh và bấm like nhé.